Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi để chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau. Và hy vọng rằng là buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được một cái buổi tối thật là vui vẻ. Được không ạ? Nếu như mà các bạn lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Bởi vì ở trong buổi tối ngày hôm nay chị cũng có khá là nhiều những điều thú vị muốn chia sẻ cùng với các em. Nên hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi. Được không nào? Xin chào Ngọc Lan, xin chào em. Xin chào Ngọc Lan. Các bạn thân mến, lại tiếp tục là một cái buổi livestream bất ngờ và chị hy vọng là các em đã có thể lên xem phần livestream này rồi để chúng ta sẽ có một cái buổi tối thật là thú vị ngày hôm nay cùng với nhau, được không nào? Hôm nay học gì chị? Từ từ bình tĩnh đã, được không nào? Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ đã có khoảng 50 bạn đang xem phần livestream này rồi. Tầm này là nghĩa các em phải đang phải học bài chứ tại sao lại đông người lên xem thế nhỉ? Các bạn ơi, xin chào Huyền, xin chào Thu Hà, xin chào Kiều Trinh, xin chào Phương Nhã, xin chào Mỹ Hoa, xin chào Nhung, xin chào Hằng. Các bạn ơi, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong phần livestream này. Nếu như mà các bạn có theo dõi thì hôm vừa rồi ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên, chị đã chia sẻ với các bạn về cách làm thế nào để chúng ta có thể phân tích được bài Tây Tiến thật là hay, phải không ạ? Và chị nghĩ rằng là với cái bài hướng dẫn của chị thì các bạn cũng đã có thêm rất là nhiều những cái dữ liệu thú vị để có thể phân tích cái bài Tây Tiến thật là hay, và chị cũng đã làm mẫu cho các em 14 câu thơ đầu rồi, phải không nào? Ngày hôm nay ở trong phần buổi phát trực tiếp này, chị sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phân tích một tác phẩm nữ ở trong chương trình ngữ văn lớp 12. Nhưng mà các em ơi, các em có thấy chất lượng ok không? Chị sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về một tác phẩm nữa trong chương trình ngữ văn lớp 12. Cộng thêm với việc đó thì chị sẽ trả lời và giải đáp một cái câu hỏi ngày hôm nay khá là thú vị mà chị đã nhận được từ bạn học sinh lớp online của chị. Đó là bạn ấy rất là băn khoăn khó hiểu khi mà phân tích hai câu thơ trong bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Không biết là các bạn ơi, các bạn đang ngồi xem phần livestream này, các em có biết có nhớ bài Đây Thôn Vĩ Dạ không ạ? Chị đang ngồi ở trong phòng của chị ấy. Chị đang ngồi ở trong phòng của chị, các em ạ. Nên là nhìn cái view nó hơi khác một tí. Chị đang ngồi ở trong phòng của chị không ngồi sang bên cái phòng làm việc nữa nên là view hơi khác. Đợi chị một chút nhé, tại bởi vì ở trên này nó cứ không cập nhật. Đợi chị để chị xem. Chị sẽ vào đây để chị xem cái này. Đợi chị mấy giây. Các em có nhớ bài Đây Thôn Vĩ Dạ không ạ? Em có nhớ, có còn nhớ bài thơ này không? À, đây là một trong những bài thơ rất là nổi tiếng của một người nghệ sĩ trong phong trào thơ mới. Chắc hẳn rằng là các bạn cũng biết tới một nhà thơ, đó chính là nhà thơ gì ạ? Hàn Mặc Tử là một trong những đại diện tiêu biểu của phong trào thơ mới. Chúng ta có bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ này. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Chị phải dùng điện thoại để xem bình luận của các em, tại bởi vì hôm nay chị đang phát trực tiếp bằng laptop ấy, thì nên là nó không tự nó tức là nó không đẩy cái bình luận lên ấy, nên bây giờ chị đang phải nhìn vào điện thoại như thế này để xem là bạn nào bình luận để chị còn nhanh chóng giải đáp những cái thắc mắc của các em nữa. Còn khổ nỗi là hôm nay chị phát bằng máy tính nên là nó cứ không đẩy comment lên ấy, nên chị cũng chả biết thế nào ấy. Rồi. Chúng ta có một cái đoạn thơ rất hay sau cái đoạn thơ đầu tiên, đó là gì ạ? À, gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Thì có một cái câu thơ rất là hay, đó là thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Hôm nay bạn ấy có hỏi chị một điều là ở trong hai câu thơ này thì có một cái cụm từ rất là đặc biệt, đó là từ kịp và từ tối nay. Vậy thì từ kịp và từ tối nay mang cái ý nghĩa như thế nào? Được không ạ? Theo các bạn thì sao?
Theo các bạn thì từ kịp và từ tối nay mang ý nghĩa như thế nào ạ? Các bạn thân mến, theo các em thì từ kịp và từ tối nay mang ý nghĩa như thế nào? Chị rất là muốn có thể tham khảo ý kiến từ các bạn trước khi mà chị giải đáp câu hỏi này. Và tất nhiên rồi, sau khi mà chị giải đáp xong câu hỏi này cho các bạn thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và chúng ta sẽ cùng nhau học cách phân tích một cái vấn đề trong chương trình ngữ văn lớp 12. Đó có thể là truyện ngắn, đó có thể là thơ. Hôm nay thì chị vừa mới từ Bắc Ninh lên, gọi là vừa mới nấu cơm, vừa mới ăn cơm xong, dọn dẹp nhà cửa xong và ngay lập tức thì lên livestream với các bạn. Bởi vì rất là nhớ các bạn, hôm vừa rồi vừa phát trực tiếp xong, các bạn đã nhắn tin cho chị rất là nhiều và đối với bản thân của chị thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Được không nào? Nên là chị cũng muốn là mỗi tuần có thể gặp các em nhiều hơn để có thể giải đáp cho những cái vấn đề mà các bạn đang khúc mắc. Và nếu như có thể thì các em có thể trở thành người đồng hành cùng với chị trong những cái khóa học, trong cái khóa học online tiếp theo đây của chị thì sao? Đúng không nào? Nhá. À. Rồi. Các bạn ơi, chúng ta có hình ảnh của một nhà thơ được ví như 28 năm chục trong cuộc đời là 28 năm đầy ắp những đau thương. Phải không ạ? 28 năm trong cuộc đời là 28 năm đầy ắp những đau thương. Nhà thơ Hàn Mặc Từ từng tâm niệm trong cuộc đời của mình rằng là ta muốn hồn ta trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta, bao nét chữ quay cuồng như máu vọt, cho mê man chết điếng cả làn da. Và rõ ràng là không biết từ bao giờ, hình ảnh gì ạ? Hình ảnh của một người nghệ sĩ chỉ biết chút tất cả những đau thương của mình, phải không nào? Chút tất cả những đau thương của mình vào trong gì ạ? À, vào trong những vần thơ mà không dám bộc bạch ra ngoài, đã để lại rất nhiều ấn tượng ở trong lòng độc giả biết bao nhiêu những thế hệ. Và thế hệ bây giờ vẫn nhớ về người nghệ sĩ này với một cái chất riêng ở trong những tác phẩm thơ của mình. Phải không nào? Và chúng ta có bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Từ. Đúng không ạ? Bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Từ cùng với đó là một câu thơ rất hay. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chờ Trăng về kịp tối nay. Kịp ở đây là một cái từ mà để diễn tả như thế nào ạ? Chúng ta hay thường nói là nhanh lên, kẻo không kịp rồi, nhanh lên kẻo muộn, không kịp chuyến tàu, không kịp chuyến xe, phải không nào? Không kịp, phải không nào? Cái từ kịp là như thế nào ạ? Là một cái từ mà để thúc đẩy thời gian, là một cái động từ mà để gọi là như thế nào ạ? Hối thúc một ai đó về việc là sắp muộn rồi, sắp trễ rồi. Và kịp tối nay. Tối nay ở đây là một cái cụm từ chỉ thời gian, phải không ạ? Nếu như mà chúng ta suy xét về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này và về cái hoàn cảnh của Hàn Mặc Từ khi mà viết bài thơ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ kịp tối nay ở đây chính là một từ để bày tỏ gì ạ? Đó là một cái sự hối thúc nhưng cũng là gì ạ? Bày tỏ cái niềm tuyệt vọng khi mà Hàn Mặc Từ bây giờ vô cùng mong muốn có thể quay trở lại thôn Vĩ Dạ một lần nữa nhưng dường như lại sợ rằng là quỹ thời gian của mình không đủ, những cái lo âu phấp phỏng về dòng thời gian, biết bao nhiêu những cái suy tư, biết bao nhiêu những cái lo lắng về dòng thời gian sắp trôi đi. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đó chính là sự tuyệt vọng của người nghệ sĩ này, là bởi vì thời gian không còn nữa và Hàn Mặc Từ sợ rằng mình sẽ không một lần nào có thể qua dòng sông ấy để về lại Vĩ Dạ thôn một lần, hay là người từ Vĩ Dạ sẽ không kịp chuyến đò tối nay để lên thăm Hàn Mặc Từ và gặp người nghệ sĩ này lần cuối. Được không ạ? Suy cho cùng, đó chính là sự hối thúc về thời gian. Được không ạ? À, hãy nhớ điều này giúp cho chị nhé, bởi vì chúng ta có bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Từ là một bài thơ rất là hay và chị hy vọng là các em sẽ nhớ bài thơ này để nếu như mà đề thi của chúng mình có vào bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ thì các bạn cũng sẽ làm cái bài này thật là tốt và hoàn thành bài viết của mình thật là tốt. Ok chưa? Rồi các bạn ơi. Ngay hôm nay các bạn muốn chị chia sẻ với các em về tác phẩm gì ạ? Các bạn muốn chị chia sẻ với các em về tác phẩm gì, chị sẽ cho các bạn vote nhá. Nhưng mà nếu như mà các em vote rồi thì chị cũng rất là hy vọng là có thể 100 bạn đang xem phần phát trực tiếp này và chị rất là hy vọng các em có thể tag bạn bè của mình vào hoặc là share bài viết này để cho mọi người có thể cùng xem được và chúng ta sẽ cùng tham gia
với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì hiện tại thì chị đang thấy là số lượng bạn đang xem thì càng ngày càng giảm, không biết là do chất lượng mạng hay là do như thế nào nữa. Xin chào các bạn. Được không ạ? Bài gì? Các bạn muốn nghe bài gì ạ? Em ơi, chị sẽ xem lượt vote cao nhất để có thể cùng với các bạn giải đáp ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Thế nhưng mà trước tiên thì chị rất là muốn có thể nhìn thấy cái sự ủng hộ của các em dành cho chị, được không ạ? Bởi vì chị cũng rất là vất vả, từ chiều lên Hà Nội, vừa lên Hà Nội cái là cực kỳ là nhiều việc, nhưng mà cũng nhanh chóng lên đây cùng với các em, được không nào? Nên là chị cũng muốn là các bạn sẽ cổ vũ cho chị nhiệt tình một chút xíu bằng việc là hãy chia sẻ giúp chị nhá, được không? Việt Bắc, Việt Bắc, Việt Bắc. Các em ơi, trong bộ sổ tay văn học của chị thì cũng có các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 11 nhá. Chính vì vậy mà các bạn nếu như mà đang cần một cái tài liệu ôn thi, hoặc là các bạn lớp 11 mà cũng cần một cái tài liệu mà để có thể học ấy, thì các em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học của chị, bởi vì ở trong đấy thì khá là đầy đủ những cái kiến thức. Ở trong đấy thì rất là đầy đủ những cái kiến thức mà các em cần trong cái quá trình ôn học kỳ này hay là ôn đại học này, thì chị nghĩ là các em có thể tham khảo, được không ạ? Các bạn có thể tham khảo nhé. Chị đang đợi cái sự hưởng ứng của các em một chút. Còn nếu như mà ít người xem như thế này thì chắc là chị sẽ không không giảng nữa đâu. Tại vì là nếu như mà ít người xem như thế này thì chị không, tức là cái cảm xúc nó không lên được, nó không lên được cao lắm, nên chị sợ là cái phần giảng của mình cũng sẽ không hay. Nên chị rất là hy vọng là nếu như mà trong khoảng 5 phút nữa mà các em có thể gọi là giúp cho chị có một cái động lực như là chia sẻ này, hay là bình luận này, hay là tag bạn bè của mình vào này. Còn nếu không thì thôi, chắc là mình cứ ngồi nói chuyện vui vầy thế này thôi, bởi vì cũng ít khi chúng ta được phép ngồi nói chuyện với nhau, đúng không? Ôi, hiện tại Mac của chị còn đang hết pin cơ. Ôi, hiện tại thì laptop của chị còn đang hết pin. Các em ơi. Các bạn ạ. Đợi chị một chút nhé. Hiện tại thì máy của chị còn đang sắp bị sập nguồn nữa. Trời ơi. Bạn sẽ đợi chị một chút xíu nhé, và hy vọng là nó sẽ không bị. Rồi, các em ơi. Nào. Nhớ chị Hiên quá, giờ không được học văn nữa rồi. Chị nghĩ năm nay vào thể loại nào ạ? À? Việt Bắc đi chị, Việt Bắc đi chị. Nhanh chóng nhá. Chia sẻ giúp chị để chúng ta sẽ bắt đầu bài ngày hôm nay, và chị sẽ hé lộ với các bạn xem là buổi tối ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau học cái gì, chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ cái gì. Hãy nhớ nhá, là chị sẽ chỉ luôn như thế nào ạ, định hướng với các bạn bằng việc là chị chia sẻ với các bạn như thế, và chị mong là các em có thể từ đó có thể học hỏi và đưa vào cái cách viết của mình hợp lý nhất, được không ạ? Quan trọng nhất là việc các em đưa vào bài viết của mình hợp lý nhất. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những tác phẩm rất là tiêu biểu ở trong chương trình ngữ văn lớp 12, cũng như đây là một tác phẩm mà chị nghĩ năm nay vào thì khả năng của nó rất là cao. Đó chính là bài thơ Việt Bắc đúng theo ý nguyện của các bạn, được không ạ? Đúng theo ý nguyện của các em luôn. Rất là may vì đã có
sạc ở đây. Đợi chị một chút xíu nhá. Nhanh chóng bỏ sách, bỏ bút, bỏ vở ra nhá. Bởi vì là nếu như mà các em không bỏ sách, bỏ bút, bỏ vở ra kịp là các em sẽ không học được đâu. Đợi chị một chút để chị cắm này. Không biết tới á. Không được, đợi chị một chút nhé. Đợi chị một chút. Không quá. Nào. Ok. Yes. Các bạn ơi, chúng mình có bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài thơ này. Được không ạ? Tất nhiên là chị sẽ không thể nào phân tích được hết cho các bạn tất cả về bài thơ này, nhưng mà chị nghĩ là với cái phần chia sẻ của chị ngày hôm nay thì các em cũng sẽ có nhiều cách và các em sẽ có nhiều định hướng hơn cho việc làm bài của mình. Nhanh chóng bỏ sách vở ra để chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau các em nhé. Được không ạ? Và hãy nhớ nguyên tắc của chị. Đấy là trong khi mà chị giảng bài thì chị rất là ít khi trả lời những cái thắc mắc, tại vì là chị hay vào nhịp rồi nên là chị sẽ thường cực kỳ là ít khi giải đáp những cái thắc mắc, nên là các em cũng sẽ thông cảm giúp cho chị nha. Ok không nào? Sinh viên luật. Cảm ơn các bạn nhá. Cảm ơn các em vì vẫn luôn ủng hộ chị như thế. Được không ạ? Được chưa nhỉ? Rồi, các bạn ơi đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa? Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau chưa ạ? Hãy nhớ là buổi tối ngày hôm nay chị hướng dẫn cho các bạn làm bài thơ Việt Bắc và chị nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái bài thơ mà các bạn đang rất cực kỳ là mong muốn được học cùng với chị về bài thơ này. Và tất nhiên nó chỉ mang tính chất chúng ta định hướng cùng với nhau thôi, và chị hy vọng rằng là với cái phần định hướng của chị thì các em sẽ thích học bài thơ này, và đây cũng sẽ là cái cơ hội mà để các bạn khám phá ra những cái cách viết mới mẻ hơn. Được không nào? Các bạn thân mến, cứ nhắc tới nhà thơ Tố Hữu, chúng ta sẽ không bao giờ quên đi được. Đây là hình ảnh của một nhà thơ đã từng viết về chú bé Lượm bằng tất cả tình yêu thương của mình, để cho chúng ta có thể nhìn thấy được rằng đó là hình ảnh của một chú bé liên lạc rất là sôi nổi, cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ trách nhiệm với công việc của mình. Và chúng ta cũng đã từng biết tới một bài thơ, đó là bài thơ Khi con tu hú, cũng là hình ảnh của một người chiến sĩ cách mạng mang trong mình lý tưởng cách mạng. Trong suốt chiều dài sự nghiệp văn học của mình bao giờ cũng vậy, nhà thơ Tố Hữu luôn luôn chất chứa ở trong lòng mình là gì ạ? Là tình cảm dành cho Đảng, cho đất nước, cho cách mạng, và chưa một phút giây nào nguôi quên đi điều này. Phải không ạ? Viết thơ nhưng mà tình cảm dành cho cách mạng, tình yêu dành cho quê hương đất nước của mình chưa một phút giây nào nguôi yên. Nếu như mà nói giống như Ella Erembua từng nói rằng là lòng yêu nước thì gì ạ? Lòng yêu nước là lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chúng ta đều biết rằng là mỗi người sẽ có một cách yêu nước của riêng mình, và nhà thơ Tố Hữu thì bằng cách là nguyện cả cuộc đời tôi, phải không ạ? Nguyện cả cuộc đời tôi dành cho cách mạng, cho đất nước của tôi. Dẫu rằng trái tim tôi chia làm ba phần tươi đỏ, thì một phần tôi vẫn dành cho đất nước, một phần tôi dành cho cách mạng, và phần còn lại thì anh mới dành cho em. Đây là một nhà thơ luôn luôn quan niệm ở trong cuộc đời của mình rằng là nếu như đã viết thơ, muốn có thơ hay thì trước hết phải tạo lấy tình.
cũng là một nhà thơ, để cho sự nghiệp cách mạng của mình bao giờ cũng song hành cùng với chặng đường thơ. Ở mỗi thời điểm của lịch sử, Tư lại cho ra đời những tập thơ. Và nếu như các em muốn tham khảo về những cái tài liệu liên quan tới Tố Hữu thì các bạn có thể truy cập vào fanpage Học Văn Chị Hiên để chúng ta nhận nhiều hơn những cái tài liệu về người nghệ sĩ này các em nhé. Hãy nhớ giúp chị một điều rằng nhà thơ Tố Hữu vào năm 1938, khi đó còn là một người gì ạ? À, khi đó thì còn là một anh thanh niên trẻ đang lạc đường, đang lạc hướng trên những bước đi của mình, đang phân vân đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Thì sau đó khi bắt gặp ánh sáng và lý tưởng của Đảng, Tô Hữu bây giờ đã trở thành một con người mới, để quyết tâm mang tất cả trái tim của mình, mang tất cả những gọi là gì ạ? À, bản thân mình để hiến dâng cho đất nước, cho Tổ quốc. Và Tô Hữu bây giờ là một người nghệ sĩ mà đã từng tâm niệm tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình, đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Được không nào? Chúng ta có gì ạ? À, chúng ta có bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu, là một trong những bài thơ được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ này, và cũng được coi là đỉnh cao trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Các bạn có biết điều này không ạ? Các em còn nhớ gì về bài thơ Việt Bắc, và đối với các bạn thì các em ấn tượng gì nhất về bài thơ Việt Bắc? Chị đang muốn là các bạn sẽ cùng trao đổi với chị, chứ không chỉ là một cái phương diện mà chị nói chuyện với các em, mà chị rất là muốn chúng ta có thể trao đổi với nhau. Bây giờ thì trong cái việc giảng dạy thì luôn luôn phải lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh mà không nói gì thì cô giáo cũng hơi vất. Nên là kể cả trong lớp off của chị hay là lớp on của chị thì chị luôn luôn lấy học sinh của mình làm trung tâm, và chị luôn luôn muốn các bạn ấy nói. Trong môn văn thì việc các em nói ra được, diễn tả được ý của mình là một trong những điều quan trọng nhất, tiên quyết nhất. Dù dạy gì thì dạy, hướng dẫn gì thì hướng dẫn, điều quan trọng nhất là sau này các em phải biết sử dụng từ ngữ. Và đối với những cái ý tưởng mà các em định trình bày thì các em sẽ trình bày nó một cách rành mạch, gãy gọn, và mọi người đều có thể hiểu được cái ý mà các em muốn, có thể thuyết phục được người khác bằng lời nói của mình. Được không ạ? Rồi, thì các em ấn tượng về cái gì nhất? À, tất nhiên là những cái phần này thì tài liệu ở trong bộ sổ tay văn học của chị rất là đầy đủ rồi, các em có thể tham khảo về bộ tài liệu này nhé. Nếu như mà sở hữu bộ tài liệu sổ tay văn học của chị rồi thì chị nghĩ là các em không cần phải mua thêm bất cứ một bộ tài liệu nào khác đâu. Được không ạ? Chúng ta hãy học từ những cái cơ bản nhất, nâng cao dần và khai thác tối đa những cái tài liệu mà chúng ta mua, chứ không nên lãng phí mua rất là nhiều tài liệu về nhưng không giải quyết vấn đề gì cả. Được không ạ? Hiện tại thì chị không có khóa học văn online cho lớp 11 đâu. Được không nào? À, bây giờ thì chị mới chỉ có khóa cho các anh chị lớp 12 thôi, nên là các bạn lớp 11 sẽ thông cảm cho chị nhá. Được không ạ? Rồi. Của Chi Ly giữa người đi kẻ ở, lối kết cấu đối đáp, bức tranh tứ bình. Gì nữa nhỉ? Các bạn còn ấn tượng về điều gì nữa có thể chia sẻ với chị? Các em còn ấn tượng về điều gì nữa? Các bạn còn ấn tượng về điều gì nữa? Có rất là nhiều cách để các bạn của chị có thể đi vào bài thơ Việt Bắc. Và nếu như các em đang băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời, làm thế nào để chúng ta có thể viết được một bài văn hay, thì hãy học cách đầu tiên là viết từ một mở bài hay. Nếu như các em có một mở bài hay, một thân bài đủ ý liên hệ nhiều, đúng trọng tâm và một kết bài ấn tượng, thì chắc chắn bài viết của các em không bao giờ dưới 8 điểm. Được không ạ? À, nên là chị rất là hy vọng. Được không? Chị rất là hy vọng là các bạn, các em có thể bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy. Vậy thì ở đây các bạn đã đặt ra cho câu hỏi cho chị rất là nhiều. Nếu như mà bọn em mà bắt đầu là như thế nào để có thể viết được một mở bài hay, thì bản thân chị nghĩ rằng là một trong những cái đường đi cho các em đó là các em có thể bắt đầu từ tác giả, hoặc là các em có thể đi từ đề tài. Được không ạ? Nhá, các em có thể đi từ đề tài, thì đây chúng ta có đề tài là cuộc chia ly giữa người đi kè ở này. Phải không? Chúng ta có cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở, chúng ta có gì nữa? À, chúng ta có đề tài người lính, chúng ta có đề tài cách mạng, chúng ta có tác giả Tố Hữu, hay là chúng ta cũng có thể đi từ những cái nhận định của Tố Hữu, thì chị nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều thứ mà các bạn có thể khai thác. Đây, vấn đề nằm ở chỗ là các bạn có khai thác hay là không thôi.
được không ạ? À? Em có khai thác hay là không thôi. Ví dụ nhá, chị lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, chúng ta có thể thấy là gì ạ? Cuộc sống luôn là một vòng tròn kỳ diệu với những hội ngộ và chia ly. Có rất nhiều những người nghệ sĩ đã bắt tay gì ạ? Đã bắt đầu cảm hứng của mình, đã để cho cảm hứng của mình thăng hoa trong những giây phút hội ngộ hạnh phúc của biết bao người. Thế nhưng cũng có những người nghệ sĩ đã bắt đầu thi phẩm của mình, dùng ngòi bút của mình để viết về những cuộc chia ly đầy cảm động. Một trong số đó không thể không nhắc tới là nhà thơ Tô Hữu với một bài thơ viết về cuộc chia ly giữa người đi kè ở là cán bộ cách mạng và đồng bào trong một gì ạ? Trong một bài thơ được coi là đỉnh cao của đời thơ Tô Hữu và cũng được coi là đỉnh cao của thơ Kha Cắng Chiêng Trống Pháp, bài thơ Việt Bắc. Ví dụ là như vậy. Được không ạ? Rồi flashcard em có thể tham khảo thêm dẫn chứng nhá. Ok chưa? Được chưa nào? Ok không ạ? Ví dụ là như thế. Thì chị nghĩ đây cũng là một cái cách rất là đơn giản mà các bạn có thể làm. Được không? Hoặc là chúng ta cũng có thể bắt đầu những cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta về bài thơ này để mở đầu. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể đi từ cảm nhận cá nhân. Phải không ạ? Gì nhỉ? Chúng ta có thể bắt đầu cái mở bài của mình bằng cách là gì? Chúng ta có thể mở bài cách mà bài viết của mình bằng cách là gì ạ? Bắt đầu từ niềm thương nỗi nhớ đi. Thấy không? Nhà thơ Trế Lan Viên từng viết trong tác phẩm của mình: "Nhớ bản Sương Giăng nhớ đèo Mây Phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn." Không biết từ bao giờ, những mảnh, những miền đất lạ đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ. Bởi lẽ người thường khi đi qua những miền đất đặt chân tới cảm nhận được tình cảm nồng hậu, thiên nhiên tươi đẹp ở bất cứ vùng đất nào cũng đều có những rung động. Huống hồ là những người nghệ sĩ, trái tim vốn dĩ đã nhạy cảm hơn người thường. Tô Hữu cũng là một người nghệ sĩ như vậy. Tô Hữu viết về Việt Bắc bằng tất cả trái tim yêu thương của mình và một cuộc chia ly đầy cảm động giữa cán bộ và đồng bào Việt Bắc đã được người nghệ sĩ tái hiện lại qua một tác phẩm cùng tên với tựa đề Việt Bắc. Ví dụ như vậy. Hiểu chị không? Thì chị nghĩ là đấy cũng là một cái cách khá là thú vị, các em sẽ trau chuốt hơn về từ ngữ bởi vì ở đây là cái ý tưởng chị đang muốn khơi gợi cho các em thôi và các em có thể trình bày theo cái cách đấy. Hãy luôn luôn nhớ rằng là mở bài thì đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì người chấm bao giờ cái đập vào mắt đầu tiên người chấm cũng sẽ là mở bài. Em hãy dành tâm huyết một chút cho mở bài. Không phải là dành tâm huyết một chút là các em phải dành thời gian, quỹ thời gian thi của mình là 20 phút. Mà thay vì vậy chúng ta vẫn viết mở bài trong 5 phút. Nhưng mà một trong những cái điều rất quan trọng là các bạn có thể biến hóa. Em có thể chuẩn bị trước cái phần mở bài này của mình thay vì việc là để mãi rồi. Đến lúc chúng ta gì ạ? Không chuẩn bị trước để rồi đến lúc 30 phút không viết xong được một cái mở bài hẳn hoi và không hài lòng. Nếu như mà khi chúng ta viết văn mà chúng ta đã cảm thấy không hài lòng rồi ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi với cái việc viết của chúng ta lắm. Nên là chị cũng muốn là các bạn của chị, các em có thể gì ạ? Chị rất là muốn và cực kỳ là hy vọng là các em có thể chủ động trong cái việc chuẩn bị những cái mở bài thật là hay, lên ý tưởng cho tất cả các bài viết bởi vì chúng ta đang ôn tập mà. Ôn tập là chúng ta phải ôn hết. Học sinh của chị không bao giờ chị nói với các bạn đấy là các em được phép học tủ. Bởi vì cái giá trị cuối cùng, cốt lõi cuối cùng là chúng ta cần gì ạ? Là chúng ta cần phải thực sự hiểu về những cái tác phẩm này. Chỉ khi thực sự hiểu thì các em mới có thể làm chủ và cái việc giành được điểm 8 văn mới dễ dàng. Ok không ạ? Các bạn ơi, không thấy ai nói gì. Không thấy bạn nào nói gì cả. Giống như kiểu là chị vẫn đang kiểu độc thoại một mình ấy. Các em ơi, các em có một vài ý kiến cho chị cảm thấy sôi nổi đi. Được không? Các em có một vài ý kiến cho chị cảm thấy sôi nổi đi. Cứ để chị nói một mình mãi thế. Cứ để cho chị nói chuyện một mình mãi thế trong khi khoảng 70 bạn, 60 bạn, 70 bạn đang xem phần livestream này cùng với chị. Mà cứ để cho chị một mình nói hoài không hết.
Vẫn gửi em chào chị ạ. À. Vẫn gửi em chào chị ạ. À. Em thấy khó tìm ý khi làm văn nghị luận xã hội. Hôm nay chị không có hướng dẫn về về làm văn nghị luận xã hội đâu nha. Như các bạn đừng hỏi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích 8 câu thơ đầu tiên trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Và chị hy vọng rằng là với cái phần phân tích 8 câu thơ đầu tiên trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu này thì các em sẽ có được định hình để chúng ta có thể phân tích cái bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu một cách hay nhất, được không ạ? Chị rất hy vọng điều đó và chị cũng rất là hy vọng các em có thể ủng hộ những cái phần livestream tiếp theo đây của chị. Nếu như mà muốn theo dõi nhiều hơn những cái video clip của chị thì có thể subscribe kênh YouTube Học Văn Chị Hiên nhá. Chị hy vọng là sẽ mang tới cho các bạn nhiều những cái thông tin thú vị hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào phân tích 8 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Có một nhà thơ đã từng tâm sự: tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình, đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Nhà thơ đó cũng đã từng khẳng định thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Nhà thơ đó không ai khác ngoài Tố Hữu. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, Tố Hữu đã để lại rất nhiều những thi phẩm hay và mỗi thi phẩm đó đều gắn với những chặng đường cách mạng. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu của người nghệ sĩ này không thể không nhắc tới là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, cũng được coi là thi phẩm đỉnh cao của thi ca Kháng Chiến chống Pháp. Để lại nhiều ấn tượng nhất với độc giả là 8 câu thơ đầu tiên viết về cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở. Kết thúc phần mở bài, chuyển sang phần thân bài. Luận điểm 1 bao giờ cũng vậy, chúng ta phải nói về tác giả tác phẩm. Nhà thơ Tố Hữu là một trong những người nghệ sĩ tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam, là một trong những lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Vào năm 1938, khi giác ngộ lý tưởng cách mạng để ánh sáng lịch sử của Đảng soi đường, thì Tố Hữu đã từng reo vui trong một bài thơ mang tựa đề là Từ Ấy. Để rồi sau này, Tố Hữu nhanh chóng trở thành một chiến sĩ cộng sản trung thực vô ngần, vừa trở thành một người lính tham gia vào con đường chính trị, cũng đồng thời trở thành một người nghệ sĩ cầm bút, dùng chính ngòi bút của mình để trở thành vũ khí để chiến đấu. Quan điểm về nghệ thuật, Tố Hữu luôn cho rằng muốn có thơ hay, trước hết phải tạo lấy tình. Và đó cũng là lý do tại sao mà trong những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu luôn in đậm một dấu ấn mà sau này độc giả gọi đó là phong cách của người nghệ sĩ này với bốn chữ: chữ tình, chính trị. Đó là cách viết, đó là việc viết về những sự kiện lịch sử trọng đại nhưng lại bằng một giọng thơ thổ thị tâm tình. Đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn trong quá trình sáng tác của mình đó là đề tài về cách mạng, về những người lính, về những trận chiến đã đi qua, về hình ảnh của người mẹ, về những hình ảnh thân quen bình dị ở quê hương của mình. Và một trong những bài thơ tiêu biểu Việt Bắc chính là một bài thơ như vậy. Việt Bắc được sáng tác nhân sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại năm 1954, khi quân và dân ta giành được chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ngồi đàm phán với ta, ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở miền Bắc. Sau đó, cán bộ cách mạng đã rời chiến khu Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội để xây dựng Tổ quốc. Nhân sự kiện lịch sử trọng đại này, cuộc chia ly luyến lưu giữa người đi kẻ ở là cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ này. Được không ạ? Ok chưa? Kem ơi, đấy là phần mở bài và phần luận điểm 1 mà các bạn có thể tham khảo. Được chưa nào? Nhá. Đó là phần luận điểm 1, các em có thể tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luận điểm 2 tiếp tục. Các bạn có hiểu không ạ? Có bị nhanh quá không? Có bị nhanh quá không các em? Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra. Có bị nhanh quá không ạ? Có lẽ em nghĩ anh mạnh mẽ
Em chân sẽ yêu vui, yêu anh bằng trọn con tim ấy. Xuân Thức ok em nha. Ok em. Đến đâu mà chưa yêu nữa rồi, cứ trôi đi trên đường này đừng yêu nữa nhé anh ơi, anh mệt rồi. Ok chưa các bạn? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha. Ok, chúng mình sẽ cùng tiếp tục 8 câu thơ trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo tràm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Không biết từ bao giờ, những cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở, những cảm xúc luyến lưu còn đọng lại trong những cuộc chia ly ấy đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ. Và Tô Hữu, một người con sinh ra từ đất Huế, là một người nghệ sĩ cũng không phải là ngoại lệ. Lựa chọn cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở với hai đối tượng vô cùng đặc biệt. Một bên là cán bộ cách mạng phải rời chiến khu Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Một bên là những tình cảm luyến lưu của đồng bào Việt Bắc trong suốt khoảng thời gian cán bộ cách mạng chiến đấu, sinh hoạt ở nơi đây cho đến khi giành được chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cho biết bao nhiêu những tình cảm còn đọng lại. Và nhà thơ Tô Hữu đã vẽ ra cho người đọc một buổi chia ly đầy luyến lưu như thế, với bốn câu thơ là lời ướm hỏi của người ở lại: mình về mình có nhớ ta. Câu hỏi tu từ được đặt để với một dấu hỏi chấm. Chúng ta có được ở đây là tình cảm của những người ở lại dành cho những người ra đi. Họ đặt ra một câu hỏi nhưng cũng tự bản thân đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Mình về mình có nhớ ta. Mình ở đây là muốn nói tới cán bộ cách mạng. Ta ở đây muốn nói tới là đồng bào Việt Bắc. Lời ướm hỏi vừa trực tiếp vừa gián tiếp bày tỏ những tâm tình của người ở lại. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Ở câu thơ đầu tiên, từ về được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này, cũng tạo ra một khoảng hụt hẫng cho người đọc khi đọc đến vần thơ này. Đó là khoảng hụt hẫng của những người ở lại. Thường thì trong một cuộc chia ly, bao giờ những người ở lại cũng sẽ chất chứa nhiều những nỗi niềm u hoài, thường chất chứa nhiều những hụt hẫng hơn. Bởi lẽ, những người ra đi thì thường sẽ trông ngóng về những điều tươi đẹp ở trước mắt, hào hứng về những nơi chúng ta sắp tới. Còn những người ở lại bao giờ cũng vậy, và đồng bào Việt Bắc không phải là ngoại lệ. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Khoảng thời gian 15 năm là khoảng thời gian nhắc nhớ về những kỷ niệm mà cán bộ cách mạng đã có cùng với đồng bào Việt Bắc, là thời gian để nhắc nhớ về cội nguồn của cách mạng, là thời gian để gắn bó, để nhắc nhớ về khoảng thời gian gắn bó keo sơn mặn nồng bền chặt giữa quân và dân như cá với nước. Giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vàng nghệ, anh vệ quốc quân ơi, sao mà yêu anh thế? Đây không phải tác phẩm đầu tiên, không phải thi phẩm đầu tiên Tố Hữu viết về tình quân dân. Nhưng mà ở trong bài thơ này, chúng ta cũng có thể cảm nhận được một tình quân dân keo sơn mặn nồng. Nó thật giống với những vần thơ trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu mà nhà thơ Trế Lan Viên từng viết. Con nhớ mế lửa hồng soi tóc bạc, năm con đau mế thức một mùa dài, con với mế không phải hòn móng cắt, nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi. Và chúng ta thấy được lời ướm hỏi của người ở lại, hỏi về tình cảm của người ra đi. 15 năm là khoảng thời gian đã được cá nhân hóa, riêng tư hóa đi với từ ấy. Đó là khoảng thời gian chất chứa bao nhiêu kỷ niệm
bao nhiêu những tháng ngày sống, chiến đấu và sinh hoạt ở nơi này. Thiết tha mạng nồng vốn là những tính từ chỉ dùng cho những đôi lứa uyên ương, vậy mà Tố Hữu lại sử dụng trong những vần thơ của mình, để rồi giọng thơ mang giọng điệu giống như thủ thỉ tâm tình. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được về tình cảm của cán bộ cách mạng với đồng bào Việt Bắc, đó là một thứ tình cảm keo sơn bền chặt gắn bó mặn nồng. Mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn, lại tiếp tục là một câu hỏi tu từ, nhắc nhở về những tình cảm của người ra đi. Nhìn cây nhớ núi, liệu rằng khi về với thủ đô Hà Nội rồi, mình có còn nhớ về mảnh đất này hay không? Nhớ về thiên nhiên của nơi này hay không? Nhìn sông nhớ nguồn, đây là một trong những lời nhắc nhở về cội nguồn của cách mạng, về cội nguồn của nghĩa tình, là nghĩa tình của người miền ngược dành cho người miền xuôi, là những tình cảm luyến lưu trong buổi chia tay đầy bịn rịn. Và chúng ta có thể cảm nhận được rằng là ở trong bốn câu thơ này, với việc sử dụng lối xưng hô mình ta đối đáp giống như trong ca dao, nhà thơ Tố Hữu đã diễn tả về cuộc chia ly giữa người đi kè ở một bên là cán bộ cách mạng, một bên là đồng bào Việt Bắc, mà lại giống như một cuộc chia ly của đôi lứa uyên ương, để làm cho tình cảm giữa hai bên, giữa hậu phương và tiền tuyến càng trở nên mặn nồng hơn, keo sơn hơn, bền chặt hơn. Được không ạ? Bền chặt hơn. Rồi. Các bạn ơi, đấy chúng ta có thể phân tích bốn cái câu thơ đấy như vậy, được không ạ? Bốn câu thơ sau thì các em sẽ tiếp tục phân tích thôi. Lời đáp trả của người ra đi như thế nào đấy, và chèn thêm một số những cái dẫn chứng vào. Phút chia tay ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói thì bàn tay đã nói. Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Hay là trên cái đoạn thơ đầu của bài thơ Việt Bắc, chúng ta có thể lấy một cái cuộc chia ly trong bài thơ Tống Biệt Hành của nhà thơ Thâm Tâm. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng, bóng chiều không thắm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Nếu như mà để nói về cảm xúc của người ở lại ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhắc nhớ tới một cái bài thơ, đó là gì ạ? Buồn như ly rượu đầy, không có người để cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn gì để say. Buồn như trong một ngày chúng mình không gặp mặt. Buồn như khi gặp mặt, không còn gì để vui. Được không ạ? Sau đó khi mà phân tích xong thì các em sẽ làm luận điểm 3 là khái quát lại về nội dung, về nghệ thuật. Thì ở trong bài thơ Việt Bắc có một số những cái nội dung nghệ thuật chủ yếu, ví dụ như là thể thơ lục bát này, ở cách xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao, cách sử dụng từ ngữ hình ảnh, biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh ẩn dụ hoán dụ. Thì đấy là một số cách gieo vần, thì đấy là một số những cái mà các em cần phải lưu ý khi phân tích về bài thơ này. Bản thân chị nghĩ rằng là bài thơ Việt Bắc là một bài thơ khá là đơn giản. Sau đây thì các em sẽ viết tiếp phần kết bài, khi mà khái quát lại xong các em sẽ kết bài. Với 8 câu thơ về bài thơ Việt Bắc đã diễn tả về một cuộc chia ly giữa người đi kè ở với những cái sự luyến lưu của người ở lại và người ra đi. Được không ạ? Người ở lại mang trong mình một khoảng hụt hẫng, người ra đi cũng mang trong mình bao nỗi bâng khuâng. Phải không? Và bằng việc sử dụng những biện pháp tu từ thể thơ lục bát cộng với những cách xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao, bộc lộ điều này đã bộc lộ rất rõ về phong cách thơ trữ tình chính trị của một nhà thơ sinh ra từ miền đất Huế mộng mơ. Đó là nhà thơ Tố Hữu, được không ạ? Sau đó thì sao ạ? Thời gian có thể trôi đi, quá khứ có thể làm gì ạ? Những lớp bụi của thời gian có thể làm mờ đi lịch sử. Thế nhưng những gì được gọi là trường tồn vĩnh cửu sẽ còn sống mãi ở trong trái tim của độc giả, giống như bài thơ Việt Bắc là một điều như vậy, cũng sẽ sống mãi ở trong trái tim độc giả, được không ạ? Ví dụ là như thế, ok không? Siêu đơn giản, phải không ạ? Xin chào Toàn nhé, tất nhiên là chị vẫn còn nhớ em rồi, tất nhiên là chị vẫn nhớ chứ. Các bạn ơi, ok không nào? Nhá, thì ngày hôm nay chị vẫn còn rất là nhiều việc để chị phải giải quyết, thế nên là chị sẽ tạm dừng với các bạn ở đây thôi. Chị hy vọng là sẽ sớm được gặp lại các em ở trong những buổi phát trực tiếp như thế này. Và nếu như mà muốn đồng hành cùng với chị thì nhanh chóng trong tháng này chúng ta đăng ký khóa học online cùng với nhau, để chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn nữa để chia sẻ cùng với nhau về những kiến thức văn học nhá. Và chị tin chắc rằng nếu như mà đã lựa chọn rồi thì các em sẽ không bao giờ hối hận về những lựa chọn của mình đâu. Ok không nào? Chị sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ mà chị nghĩ rằng là khá là hay. Để thay lời kết cho buổi phát trực tiếp này là chị còn đi giải quyết rất là nhiều những cái câu chuyện, giải quyết rất là nhiều những cái việc mà trong mấy ngày vừa rồi chị về quê chị chưa giải quyết được nữa. Được không ạ?
nhá. Chị sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ mang tên là bài thơ Ghen của nhà thơ Nguyễn Bính. Không hiểu tại sao dạo này chị rất là hay đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, bài thơ như này. Ghen. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thưởng sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn quất bên cô, bằng không tôi muốn cô đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm áo khách chưa quen, chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào dẫm được lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Được không nào? Một bài thơ rất là hay của nhà thơ Nguyễn Bính, một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới. Chị nghĩ rằng là ngày hôm nay thì với phần phát trực tiếp này của chị, mặc dù được khá là ngắn nhưng mà các em cũng đã tích lũy được thêm cho mình một cái lượng kiến thức nho nhỏ. Cứ mỗi ngày chúng ta tích lũy cho mình nhiều kiến thức như vậy, một chút kiến thức thì chị nghĩ là rồi thì các em sẽ có một cái khoảng không rất là lớn kiến thức thôi, được không ạ? Thế nên là hãy theo dõi thường xuyên trên fanpage của chị Hiên và trang cá nhân của chị Hiên để chúng ta có nhiều thời gian hơn cùng với nhau nhé. Được không ạ? Và đừng quên là chị Hiên cũng có kênh YouTube rồi, các em có thể theo dõi những cái video clip của chị. Và nếu như mà các em mong muốn chị làm thêm cái gì đấy thì các em có thể comment vào đây, hoặc là các em có thể comment trên trang YouTube của chị để chị có thể làm nhiều thứ hơn và mang tới những cái giá trị nhiều hơn cho các bạn xung quanh việc là chúng ta vừa học văn và chúng ta cùng trao đổi với nhau những cái kiến thức về cuộc sống. Được không ạ? Và chị rất là hy vọng các em sẽ luôn luôn lạc quan, các em sẽ luôn luôn yêu đời và các em mỗi ngày sẽ yêu môn học này thêm một chút xíu, bởi vì thực sự là môn văn đem tới cho chúng ta rất rất là nhiều những điều thú vị. Được không ạ? Cảm ơn các em vì đã xem buổi livestream ngày hôm nay. Có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin vào fanpage học văn chị Hiên để được trả lời một cách nhanh nhất nhé. Chúc các bạn một cái buổi một chúc các bạn nhỏ của chị một buổi tối thật là vui vẻ và chúc các em sẽ có được những điều tuyệt vời ở trong cuộc sống này. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.